Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là thuộc ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng cao su có cái diện tích là 2 mẫu 9, 215 mét mặt đường là cái miếng này anh chị ha. Nó bắt đầu từ đây này, nó bắt đầu từ cái vườn cao su già này anh chị nhá. Đây, bắt đầu từ đây, từ vào đất anh chị xem. Đó. Thì cái phần cao su non ấy là của ông ấy, hất thẳng ra ngoài đường nhựa luôn. Rồi từ phần cao su già này hất quay lại là của hàng xóm anh chị ha. Đó, con đường này đường liên xã lộ dưới 12 mét này. Con đường này thì đi thẳng ra vào trong này, nó đi rất là nhiều nơi. Vào trong này là đi ra chợ Tân Phước này, ra ủy ban Tân Phước, ra DT753 anh chị ha. Rồi đường này là ra thẳng ngoài đường nhựa liên xã Tân Phước, Tân Hưng, rồi đi ủy ban Tân Hưng, đi Tân Lợi, đi Tân Hòa, đi tuyến số 3, số 4, đi trung tâm hành chính huyện Đồng Phú anh chị nhá. Đó, đây bắt đầu từ đây, tôi chạy từ đây ra ngoài đầu đất cho anh chị xem. Đất nhà này thì nó bằng lắm, bằng phẳng lắm anh chị ha. 2 mẫu 9, 215 mét mặt đường. Đấy, tôi quay lại một lần nữa này, bước qua đất đi. Đây. Đây này, cái đất nhà này thì nó như này anh chị ha. Nó là 215 mét mặt đường này, nhưng mà đi thẳng vào bên trong nó nở hậu ra, anh chị nhìn thấy không? Cái màu trắng trắng đó nó nở hậu ra tút rằng nó bọc luôn cả cái vườn cao su già này này. Đó anh chị nhá. Đó, cao su này khoảng được 4-5 năm tuổi gì đó, khoảng đó anh chị nhá. Đó, cái sổ của nhà này cũng khá là vuông đấy, khá là vuông vức đấy. Nó nở hậu ra một chút anh chị nhá. Từ đây ra ngoài đường nhựa hiện hữu thì nó rơi vào khoảng chừng 300 m, 250 300 gì đó, khoảng đó anh chị ha. Đó, ở đây tôi thấy có một cái điện ba pha này. Không biết là cái này của nhà nước hay là của cái đơn vị sản xuất nào đó thì tôi không biết anh chị nhá. Cái này phải tìm hiểu sau. Nhưng mà thấy có điện pha là sản xuất được rồi anh chị nhá. Thì người ta mắc được thì anh chị mà mua cái mảnh vườn này về mà anh chị sản xuất thì mình cũng mắc được, vì chứng tỏ rằng là ở đây điện pha của nhà nước thì nó cũng gần đây thôi, không có xa anh chị nhá. Đó, còn địa hình là như này anh chị nhá. Bây giờ mình ra đi, mình ra ngoài đi. Từ đây về thành phố Đồng Xoài khoảng 5 cây thôi, gần lắm. Về thành phố Đồng Xoài, về DT741, về khu nghiệp Đồng Xoài 3, khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, khu nghiệp Bắc Đồng Phú khoảng 5 đến 7 cây số. Từ đây vào BKMX Đồng Phú 6.300 hecta sau này á thì nó rơi vào khoảng chừng 4 cây thôi, gần lắm. Đây là xã Tân Hưng mà. Còn từ đây ra đi tại 753 chắc khoảng cây rưỡi số, cây rưỡi số. Còn ra ủy ban trường học thì ngay đây rồi. Ủy ban trường học trạm xá Tân Hưng thì từ đây ra đó khoảng cây số anh chị nhá. 215 mét mặt đường, diện tích là 2 mẫu 9. Giá bán nhà này người ta bán là 13 tỷ anh chị ha. Đó, đất này thì rất là phù hợp cho anh chị nào mà mua về làm kho, làm xưởng hoặc là mua về làm vườn anh chị nhá. Sau này thì ở chỗ này nó cũng gần cụm công nghiệp Tân Hưng, rồi là gần cụm công nghiệp Tân Phước, rồi là nó cũng gần đường Vành Đai, Tân Phú, Đồng Tiến, rồi là đường Tạo Lực. Tới đây vào đường Tạo Lực khoảng chừng 3 cây thôi. Đó, vào khu công nghiệp BKMX Đồng Phú 4 cây, khá là gần anh chị ạ, không có xa xôi gì đâu. Thế đây về thành phố Hồ Chí Minh thì hết khoảng 120 cây. Đó, về Thủ Dầu Một Bình Dương hết khoảng 60 cây, khoảng đó. Biên Hòa Đồng Nai thì khoảng 70 cây. Cũng chia sẻ như vậy để về khoảng cách để cho anh chị nắm bắt được. Còn này vườn này vườn cao su. Tôi xin phép tôi đổ xe ở đây đi. Điện này. Đó. Đất của anh này thì tới đây thôi nhá. Đó, 215 mét mặt đường. Cỏ nó mọc tùm quá nên tôi không có lối đi. Đây, tôi xin phép tôi đi vào lối này. Đó. Đó. Đấy anh chị ha. Đó. Ngày trước ở đây nó là một cái bờ mương này, sau này anh ấy hạ cống này, anh hạ cống này. Đấy, anh chị thấy không? Đó, anh hạ cống này. Đó, anh hạ cống này. Anh hạ cống xong anh đổ đất hết lên này. Đó, anh chị thấy không? Đó, người ta hạ cống xong người ta đổ đất hết lên. Đất nhà ông này cũng khá là đẹp. Ngay xã Tân Hưng này thôi. Ấp Suối Gia là ấp trung tâm mà. Ấp Suối Gia là cái ấp mà sát với chợ Tân Phước đấy anh chị. Đó. Đó anh chị ha. Đấy, tôi quay nhanh cho anh chị xem. Anh chị nào kiếm mảnh đất khoảng chừng 2 mẫu 9, 3 mẫu, mặt đường khoảng trên 200 mét, địa hình bằng phẳng để làm kho, làm xưởng thì cái miếng này tốt lắm nhá anh chị ha. Hoặc là mình mua về mình làm vườn cao su này cũng được này. Đó anh chị nhá. 13 tỷ cho 2 mẫu 9 có 215 mét mặt đường anh chị nhá. Ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Thì mọi thông tin về cái miếng đất cao su này, anh chị cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918645130 hoặc 0271373 7968 anh chị ha. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website của cvtland.com hoặc cho thuê nhà xưởng giá rẻ.com để lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất với công ty của mình, cá nhân, gia đình mình.
và túi tiền của mình nữa anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.